mến chào các bạn nông cơ Vũ Văn Bự, có về một con máy gì cho? À, Cobeco. À, 40SR. Là nó là gầu không mấy? 02 chứ. À, gầu 02. Ủa sao cái nhãn hiệu của nó là Mimatsu Kensetsu? Con biết mình nhận dáng là bên kia là Mimatsu. Mimatsu. Bên kia là Cobeco. Kensetsu. À. Cobeco. À. Là Tamrin nó nè. Đúng rồi. Bên kia cũng Tamrin luôn. Đúng rồi, Tamrin nó nhưng mà nó giống như một cái tên vậy đó. Thương hiệu cái gì vậy kia? Không phải cái thương hiệu, cái tên giống như là một cái con người. Người ta đặt cái tên có nghĩa là của một cái công ty gì đó nó đặt cái xe này. Đúng không? Xe này là xe đố cháu để đi đâu? Đi này đi trên đường nhựa nè. Có nghĩa là cái con xe này á là của nó là nó chạy được 3 chức năng. Có nghĩa là nó đặt cái con xe này á là nó chạy ở, nó làm đường ở trên cái con đường nhựa. Và cái vùng đó nó vừa làm đất đường nhựa mà vùng đó nó có thịt. Có nghĩa là có lầy. Thành thử ra là nó chế là cái xích mà thứ nhất là xích guốc nè để đi đường nhựa nè. Và đi lại được và háng nó rộng. Có nghĩa là nó đi cái độ nghiêng nó nhiều, nó vẫn đi tốt, nó không có bị sợ bị ngã bị đồ. Háng nó rất rộng, con này nó mà háng nó ra đây chú Mão thử là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1m8. Tính ra 2m đó. 2m đó. Nếu mà biên này ra nữa là được 2m nè. Dễ sợ chưa? Rồi đít tròn. Đít tròn nè. Đít tròn nè. Cần thẳng. Cần thẳng và cần dài nha. Cháu nhìn nó dài như thế nào? Cái cùi vỏ dài. Cái cùi vỏ từ đó xuống rất là dài. Dạ, nếu mà xe này mà dành cho mấy anh em mà họ kêu bằng họ làm cái gì ta? Lên clip. Clip à? À, clip làm clip á. Làm clip thì coi như là tuyệt vời luôn. Tại vì nó rất là cái, nó rất là dài. Đó, cái cần nó dài. À. Hả? Đúng rồi, nó ngắn còn thằng này nó dài hơn. Đó, nó dài mình khỏi phải tháp. Ví dụ anh em khỏi phải tháp, tại vì cháu thấy cái mà cái ti là nó đưa xuống dưới thấy không? Đó, cái ti á. Đúng rồi, nó đưa xuống dưới chứ nó không nằm trên như mấy anh kia. Đưa xích xuống dưới. Rồi mình xem chân giò coi. Nó đi phố nhưng mà bởi vì nó đi phố thành ra nó ít chạy nè. Cháu thấy cái mà cái xương xích nó rất dày thấy không? Nó chưa được công nhận không? Và nó đi trên phố á, nó được có cái là nó đỡ bị sét. Cháu, nó đỡ bị sét cái bộ này. Cái bộ này với ca lê đồ là nó đỡ sét. Những cái xe trên phố, cái bộ guốc này nè. Hồi đó chú làm trên công ty á, là chú hỏi cái bộ guốc này nè để mà mua gắn vô chiếc máy đào bánh xích á, là một miếng này á, là giá của nó nếu mà guốc rim như vậy nha, 600 ngàn một miếng. Mắc vậy. Sao chưa đi guốc lô? Nó ngỡ ngàng luôn. Guốc lô 3 xị. Guốc lô chạy không bệnh. Nhưng mà xài thời gian nó hư à. Có nghĩa là nó mắc lần ngang nửa với tấm ba tanh luôn. Mắc cỡ nó. À, bởi vì cái mà cái này á, là nó sử dụng cái độ bền nó rất cao mà. Giống như mình thấy luôn chiếc máy đào bánh hơi vậy. À, mắc tiền lắm. Ai mua chiếc máy đào này lời được cái dàn guốc không là mấy chục triệu. Rồi. Cháu thấy không, nó rất là ít đi nè. Thành ra cái nhông mà cái nhông sau của nó cũng không có mòn. Nó vẫn còn cái góc vuông ở trên này luôn. Cháu thấy không? Đó, nó vẫn góc vuông. Góc vuông là vẫn còn luôn. Xích nè, ba tanh cái này mà tháo ra miếng ba tanh mới tan luôn ha. Vậy nói vậy. Lượng xích nó chưa xây đâu mà. À. Nè, mấy cái ở phố thành ra nước sân rin của nó nè, nó vẫn còn là nguyên, vẫn còn nguyên bản, nó không có bị bong bị sét đồ nhiều.
đó. Ôi trời, quay toa. Thằng Nhật này tính ra cũng kỹ, nó bơm mở quay toa đồ tốt luôn á. À, hai cái nắp hai bên này là chưa có bị tháo bị mất, thì chứng tỏ cái dàn motor chạy của nó là vẫn còn rất ok ha, vẫn còn ngon lành. Chở máy lên coi đẹp không? Mấy dân ma hả? Mấy dân ma hả? Mấy dân ma hả? Dân ma. Dân ma. T88. Cái thằng này thì nó chỉ gắn hai loại là dân ma với máy Mitsu thôi. T88. 3T88. Máy lớn thì gắn Mitsu, máy nhỏ thì gắn dân ma. Máy còn mới can ha. Máy này khỏi. Ha. Máy kìm luôn. À, bơm dầu heo nè. Bơm dầu heo thì sáng sớm mình đề nó hơi bị chậm nổ một chút, tại vì nó phải quay cái cốt cam nó bơm cái dầu, chứ nó không bơm điện. Còn đây nó có bơm tay nè, để mình bơm nè, đó, bơm tay để mình bơm. Oh, còn rất là mới ha, máy đẹp. Công tắc không nghe được. Cách nước đồ kính, bộ công tắc hả, bộ vali hả? À, thằng này kẹp nách đúng không? Kẹp nách đúng không? Cái thằng này á là nó đời này đích tròn đời cao, tay lái kẹp nách. Nhưng mà cháu biết cái những cái con này á là xài á, là ở thôn quê là người ta xài rất là bền, ưa chuộng. Cháu biết nó ở điểm nào không? Có nghĩa là cháu thấy trên bộ công tắc nó không có câu cái dàn điện, về nó biến điện chứ nó không có điện. Có nghĩa là nó không có sử dụng cái hệ thống mà đóng mở những cái van điện. Van điện nó hay bị là người ta bị mất điện, chứ cô bé là người ta thường thường người ta đời nó thì cao, nói chung điện thì nó không chả hư gì đâu, nhưng mà ta rất là sợ về vấn đề điện. Nhưng mà con này thì mình thấy là nó không có xài điện, nó chỉ biến điện thôi. Ờ, thì bơm nó bơm bích tông nè, bơm bích tông tay lái thủy, bơm bích tông bơm lớn luôn á, hai tầng. Ở đây là ký hiệu mà dấu chữ thập này nè, là cháu biết dành cái gì không? Có nghĩa là nó là thôi, có một cái hộp thôi. Có nghĩa là cái dấu này có nghĩa là nó là môi trường xanh, có nghĩa là nó không có ảnh hưởng tới cái môi trường sống đó. Có nhiều thằng kêu có dấu thập này là quăng ra nghĩa địa, mấy thằng nó ngáo rồi cháu. Khoan để chú coi này tiên. Ui, nhẹ nhàng vậy à? Nổ luôn. À, không không, để chú coi. Đồng hồ con. À, trời, con này chạy ít ghê chứ. Dạ. Mới có 4669 giờ à. À, rất là chạy nổ ha. Nè. Thường mà êm ha. Ê. Rồi, cháu hoạt động cho chú coi coi. Làm gì đó? Anh nhớ nút bấm nó tăng tốc ở trong đó phải không? Tăng tốc tay lái phải không? Ừ. Nhanh chậm tay lái. Em ru ha. Wow. Ồ, cần dài đã. À, đâu cháu móc coi nó tới đâu. Cháu hạ hết đất coi tới đâu. Dễ sợ. À, nhẹ. Cái dòng cô bé là nó vậy á. Cô bé là rất nhẹ. À, cái cần nó thẳng từ dưới thẳng lên luôn ha. Thank you.
Ôi, dữ dội ha. Đưa đầu lên cao quá. Ôi da, ghê quá. Quá ghê, quá dữ luôn. 732750. Con SR40 này chắc giá của nó phải nằm từ thằng này. Hệ thống nó thông minh lắm. Ôi, cái thằng này hệ thống nó thông minh lắm. Áp trả đều chứ không có hợp hợp nghe. Máy nó em mà anh em mình nói chuyện mà nghe luôn ha. Đúng rồi. Ha, em ghê ha. Em thiệt. Con này giá nó chắc phải trên 300 à. Dạ, trên 300. Thấy từ 300 trở lên. Tại vì có chỗ con này người ta bán tới 400 lần. Đầu 02 nè. Nhưng mà ở đây bán thì mình nghĩ là chắc chừng khoảng giá từ 300, trên 300 một chút chứ không nhiều. Giá rẻ hơn người ta cả gần cả 100 triệu. Tại vì hàng đây là nhập trực tiếp từ Nhật về.